Như chúng ta cũng biết, Triều Tiên và Việt Nam là hai quốc gia theo đuổi chế độ cộng sản với một đảng lãnh đạo duy nhất. Nhưng điều lạ lùng là, trong khi Triều Tiên bị thế giới cô lập, thì Việt Nam lại nhận được sự yêu mến của các quốc gia trên toàn cầu. Theo đó, Việt Nam đã xây dựng thành công mối quan hệ bạn bè và đối tác thân thiết với hầu hết các quốc gia hiện có. Nó đã đem đến cho Việt Nam rất nhiều lợi ích về thương mại, kinh tế, đồng thời nâng cao vị thế của nước nhà trên chính trường hiện giờ. Điều này hoàn toàn trái ngược với một Triều Tiên nghèo nàn, lạc hậu, luôn luôn khép cửa với thế giới bên ngoài. Một quốc gia thường xuyên bị lên án, chỉ trích trong rất nhiều cuộc họp của các tổ chức quốc tế lớn nhỏ trên toàn cầu. Vậy tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như thế? Lý do gì mà Việt Nam và Triều Tiên lại bị đối xử phân biệt thế kia? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời ngay sau đây cùng với một topic hot trên trang mạng Quora.com. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày bạn nhé! Các bạn thân mến, mới đây, trang mạng hỏi đáp lớn nhất hành tinh Quora.com đã cho đăng tải một câu hỏi khá là thú vị. Dù cả hai nước đều là nước cộng sản, nhưng tại sao Việt Nam không bị cô lập như Triều Tiên? Để cư dân mạng gần xa cùng bàn luận. Rất nhanh sau đó, bạn Hạnh Minh Nguyễn đã đưa ra câu trả lời khá là chí lý rằng: "Chúng tôi từng bị cô lập, sau đó chúng tôi đã nỗ lực kết bạn với tất cả các quốc gia khác." Cụ thể hơn là, Việt Nam đã từng đóng cửa đất nước cho đến năm 1986, đó là khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với Việt Nam, và mãi cho đến đầu những năm 90, nó mới được Clinton dỡ bỏ. Trước đó không có nhiều người thừa nhận chúng tôi là một quốc gia. Nếu thế giới là một giai cấp thì Việt Nam lại là một đứa trẻ bị ruồng bỏ và rất hay gây chiến với những đứa trẻ giàu có nhất. Nó không nói chuyện với ai và ai ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng về sau, chính phủ Việt Nam đã nhận ra rằng nền kinh tế đóng cửa là công thức dành cho một nền kinh tế chết. Dân số đã héo mòn vì đói, nghèo và vô vọng. Vậy nên, vào năm 1986, một cuộc cải cách được bắt đầu. Và đến những năm 1990, Việt Nam đã phát triển bùng nổ theo cách riêng của mình. Những thay đổi thật mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn khác hẳn với Triều Tiên, một quốc gia vẫn luôn đóng cửa biên giới và cư xử với thế giới một cách ngạo mạn đúng kiểu: "Tôi không cần các bạn." Trong khi đó, Việt Nam lại đến Liên Hợp Quốc và ASEAN xin làm thành viên. Thông điệp ngoại giao của Việt Nam với thế giới là: "Chúng tôi là bạn của mọi quốc gia." Đây là một nỗ lực nhằm cắt đứt cái đuôi trục cộng sản và tiến gần hơn đến trục kia, hoặc ít nhất chỉ là để được thế giới chấp nhận mình một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Kể từ đó, Việt Nam tỏ ra quan tâm đến việc trở thành bạn bè của các nước khác hơn là kẻ thù. Cậu bé từng bị cô lập đó, giờ đây tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường và thậm chí còn là cho mọi người đến thăm nhà. Và mặc dù đó không phải là một ngôi nhà giàu có, nhưng bạn có thể thấy trong đó hoàn toàn không có súng ống. Nói tóm lại, Việt Nam đang đi cùng hướng với phần còn lại của thế giới và không gây ra mối đe dọa nào. Điều tương tự này không thể được bắt gặp ở Triều Tiên hiện giờ. Vâng, nhìn chung là lý do mà bạn Hạnh Minh Nguyễn đưa ra cho sự đối xử phân biệt kể trên là vì Việt Nam tiến hành mở cửa kinh tế và cả đất nước từ rất sớm, chứ không như Triều Tiên vẫn co mình lại cho đến tận bây giờ. Hơn nữa, Việt Nam cũng không tạo ra mối đe dọa trực tiếp với các quốc gia trên thế giới, giống như là Bắc Triều Tiên, nên hiển nhiên là đất nước hình chữ S nhận được nhiều thiện cảm của các quốc gia trong ngoài vùng. Đây là điều mà chúng ta không thể nào bàn cãi được. Vì hãy nhìn vào xem, Triều Tiên hiện nay vẫn đang theo đuổi nền kinh tế bao cấp, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ và phát triển theo kế hoạch nhà nước. Đó là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ, với quỹ đất nông nghiệp được tập thể hóa và các ngành công nghiệp đều do chính phủ quản lý dưới hình thức sở hữu nhà nước. Trong đó, ngành công nghiệp nặng được chú trọng đặc biệt, nhất là công nghiệp quốc phòng. Bởi thế cho nên Triều Tiên rất tích cực trong việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, bị cả thế giới lên án gay gắt suốt nhiều năm trời. Nhưng Việt Nam thì không. Đất nước hình chữ S đã mở rộng mối quan hệ kinh tế, thương mại với hàng trăm quốc gia trên toàn thế giới từ nhiều thập kỷ trước. Việt Nam hầu như làm ăn mua bán với tất cả các nước tại khắp các châu lục như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu EU và cả Triều Tiên, rất khó tiếp cận bởi bên ngoài. Điều này đã giúp Việt Nam thu được một nguồn ngoại tệ khủng để làm giàu cho đất nước, đồng thời biến mình trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu. Còn về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Việt Nam rất tích cực cho nghiên cứu, sản xuất các loại vũ khí hiện đại có khả năng phòng thủ và tấn công hiệu quả. Nhưng Việt Nam tuyệt nhiên nói không với vũ khí hạt nhân nguy hiểm hàng đầu. Thậm chí đất nước hình chữ S còn là một trong những thành viên tích cực tham gia vào các hiệp ước cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Cụ thể hơn là theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam,
ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Mỹ trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72, đại diện Việt Nam đã ký kết Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được ban hành. Hiệp ước này được hoàn tất vào tháng 7 năm 2017 với các điều khoản cấm các nước thành viên không được phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo quy định của Hiệp ước, khi tham gia vào đó, các nước thử hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Còn trước đó, Việt Nam cũng đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực này, như ký kết Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NPT từ năm 1982, ký kết Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân năm 1995, ký kết Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996 và phê chuẩn Hiệp ước này vào năm 2006. Thông qua việc làm ý nghĩa nêu trên, Việt Nam đã khẳng định được chính sách nhất quán về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đảm bảo an toàn, an ninh thế giới. Nhờ vậy mà Việt Nam đã trở thành một quốc gia thân thiện và ưa chuộng hòa bình trong mắt các nước khác, chứ không phải là một quốc gia nguy hiểm như Triều Tiên hiện giờ. Và ngoài ra thì Việt Nam còn tích cực theo đuổi chính sách ngoại giao cây tre, mềm dẻo, đường lối ngoại giao trung lập với sách trắng quốc phòng 4.0. Chúng đã giúp cho Việt Nam xây dựng được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với những quốc gia đang có mâu thuẫn gắt như là Triều Tiên, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và cả Ukraine đang đánh nhau ác liệt trên chiến trường. Tính đến năm 2024, Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao thành công với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó có 7 đối tác chiến lược toàn diện, 18 đối tác chiến lược bao gồm cả 7 đối tác chiến lược toàn diện và 12 đối tác toàn diện khác. Đến đây có thể nói rằng cả Việt Nam và Triều Tiên đều có xuất phát điểm giống nhau, tức là cả hai đều theo đuổi chế độ cộng sản và đều phải đối mặt với các lệnh cấm vận phi nhân đạo của Mỹ trong quá khứ. Thế nhưng hai quốc gia đã chọn cho mình hai lối đi riêng để rồi nhận lấy những kết quả trái ngược như những gì mà chúng ta đang thấy hiện giờ. Nếu như Triều Tiên cũng muốn phát triển nền kinh tế mạnh mẽ, cũng muốn nhận lấy ánh nhìn thiện cảm của bạn bè xung quanh, thì quốc gia này nên học tập Việt Nam, một đất nước thân thiện hòa nhã, luôn có cách cư xử khéo léo trong các mối quan hệ ngoại giao, chứ không thách thức bất kỳ ai dám đả động đến mình. Về phía Việt Nam, đất nước hình chữ S cần phát huy hơn nữa những thế mạnh hiện có để tiếp tục nâng cao vị thế địa chính trị và cả vị thế kinh tế của riêng mình trên trường quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng nên nhìn nhận lại các hạn chế của một quốc gia mở cửa, dễ bị tổn thương bởi các tác nhân bên ngoài để có được chính sách phát triển đúng đắn nhất cho mình. Như chúng ta cũng biết, Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nằm trong bán đảo Triều Tiên. Hai nước này bắt đầu được hình thành sau khi Thế chiến II kết thúc trên bán đảo vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Mặc dù có chung nguồn gốc như thế, nhưng Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn luôn đối đầu nhau gay gắt từ trong quá khứ cho đến tận ngày hôm nay. Thậm chí mà mối quan hệ của họ ngày càng trở nên xấu đi, bất chấp mọi nỗ lực hàn gắn của các tổ chức quốc tế và bạn bè gần xa. Minh chứng là mới đây nhất, Chủ tịch nước Triều Tiên ông Kim Jong-un đã tuyên bố chắc nịch rằng Hàn Quốc chính là kẻ thù không đội trời chung của quốc gia mình. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên, mà còn đặt ra một thách thức không nhỏ cho Việt Nam trong việc duy trì mối quan hệ thân thiết với hai quốc gia hiện đang căm thù lẫn nhau. Vậy, Việt Nam phải làm sao và cư xử như thế nào trong mối quan hệ tay ba này? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip dưới đây sau khi mà các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua lời tuyên bố của ông Kim Jong-un được đăng tải trên trang Sputnik để hiểu rõ hơn về căn nguyên vấn đề và mối quan hệ căng thẳng giữa Nam Bắc Triều Tiên hiện nay, cụ thể như sau. Theo cơ quan điện báo Trung ương, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên KCNA cho biết vào ngày cuối năm 2023, Chủ tịch Kim Jong-un đã đứng trước rất đông các nhà lãnh đạo chính phủ và toàn thể dân chúng để tuyên bố rằng vậy là thời điểm lịch sử đã đến, thời điểm mà chúng ta cần phải mô tả đặc điểm của Hàn Quốc, một quốc gia có khoảng 80 năm chỉ biết điên cuồng bám vào một cuộc đối đầu tà ác nhằm lật đổ quyền lực và chế độ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Do đó đây chính là quốc gia thù địch nhất đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nếu Hàn Quốc cố gắng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại đất nước của chúng ta hoặc đe dọa chủ quyền và an ninh của chúng ta, thì chúng ta sẽ không ngần ngại sử dụng toàn bộ kho vũ khí và lực lượng sẵn có để tiêu diệt hoàn toàn Hàn Quốc. Chúng ta có đủ ý chí, sức mạnh, khả năng và trong tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ còn mở rộng và củng cố chúng một cách mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, ông Kim Jong-un còn nói thêm rằng, cho đến khi giới cầm quyền Hàn Quốc nhận ra được sự sai trái của chính sách
đối đầu tự sát này, chỉ cần đến bất hạnh vì đi ngược lại mong muốn hòa bình của nhân loại, thì những hành động đáp trả rõ ràng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục được triển khai. Triều Tiên phải thừa nhận thực tế tất yếu và không thể đảo ngược trên để đối phó phù hợp với sự thay đổi của tình hình chung. Theo đó, ông Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là đối thủ chính đang tạo ra bầu không khí đối đầu, nên Triều Tiên buộc phải xây dựng quân đội, đồng thời kêu gọi quốc gia ưu tiên tăng cường lực lượng phòng thủ và răn đe chiến tranh hạt nhân. Vâng, nghe qua từng câu từng chữ mà Chủ tịch nước Triều Tiên thốt ra, có thể thấy mùi thuốc súng nồng nặc đang tỏa đi khắp nơi. Nó khiến cho chúng ta có cảm tưởng như chỉ cần có một sự khiêu khích nhẹ thì Nam Bắc Triều Tiên sẽ choảng nhau ngay. Tuy nhiên đó vẫn là câu chuyện của thế tương lai và chúng ta không biết được bao giờ nó sẽ xảy ra hay là có thực sự xảy ra không. Nhưng có một thực tế đang diễn ra, đó là sự leo thang căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang đặt Việt Nam vào một vị thế khó khăn. Bởi vì như chúng ta cũng biết là Việt Nam và Triều Tiên vốn là những đồng minh đang theo đuổi chủ nghĩa cộng sản, có cùng chung chế độ xã hội chủ nghĩa. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950, sau khi Việt Nam xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc vào ngày 18 tháng 1 năm 1950 và với Liên Xô vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Từ đó đến nay, mối quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển. Theo thời gian, cùng với những chuyến viếng thăm cấp cao được diễn ra giữa đôi bên, rất nhiều lần người ta tận mắt chứng kiến sự trọng thị của Chủ tịch nước Triều Tiên dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam ngay tại sân nhà khi hai bên hội đàm cùng nhau. Ở chiều ngược lại, khi mà Kim Jong-un đến Việt Nam, ông cũng được đón tiếp long trọng theo đúng các nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Tại đây, ông Kim cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã cùng nhau cho ra đời các biên bản hợp tác, ghi nhớ giúp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Theo thống kê của Wikipedia cho thấy Việt Nam và Triều Tiên đã cùng nhau ký kết nhiều hiệp định quan trọng như là Hiệp định Hợp tác Văn hóa tháng 11 năm 1957, Hiệp định Hợp tác KHKT tháng 10 năm 1958, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên năm 1961, Hiệp định Thương mại và Hàng hải tháng 12 năm 1962, Hiệp định Hỗ tương Y tế tháng 12 năm 1966, Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ tháng 9 năm 1969, Hiệp định Hợp tác vận tải hàng không dân dụng tháng 1 năm 1977, Hiệp định vận tải biển thương mại, Hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần cùng lúc được ký kết vào ngày 3 tháng 5 năm 2002. Còn trong khi đó, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam từ trong quá khứ cho đến hiện tại vẫn đang phát triển một cách tốt đẹp. Được biết, hai nước Việt-Hàn đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ ngoại giao từ ngày 22 tháng 12 năm 1992 và tiến hành nâng cấp quan hệ lên bậc cao nhất để trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau kể từ buổi chiều ngày 5 tháng 12 năm 2022. Sự kiện trên được diễn ra trong chuyến thăm Hàn Quốc của cựu Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Mặc dù Việt Nam và Hàn Quốc có sự khác biệt lớn về địa lý, thể chế chính trị cũng như ý thức hệ, nhưng hai quốc gia lại có rất nhiều nét tương đồng về con người, lịch sử, văn hóa và cả chính sách phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Vậy nên khác với mối quan hệ Triều Tiên-Việt Nam chủ yếu mang tình hữu nghị cộng sản nhưng rất hạn chế về hoạt động thương mại, mối quan hệ Việt-Hàn được xây dựng tương tự như quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, đó là mối quan hệ ngoại giao kiểu mới với phương châm thù cũ bạn mới, chuyển thù thành bạn và khép lại quá khứ, hướng tới tương lai để cùng nhau đưa nền kinh tế xã hội của hai nước đi lên. Chính vì thế mà sau khi nhận được lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023 cùng với 205 doanh nghiệp quy mô lớn của nước mình. Đây chính là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc tại Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Bởi thế mới nói nếu Việt Nam không biết cách cư xử khéo léo giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Việt Nam sẽ dễ làm mất lòng hai người bạn thân thiết của mình. Vậy Việt Nam nên làm gì lúc này để làm đẹp lòng cả đôi bên? Thứ nhất, Việt Nam nên tích cực, phát huy hơn nữa chính sách đối ngoại trung lập, không chọn phe cũng như không ủng hộ bất cứ phe phái nào trong mối quan hệ với Nam Bắc Triều. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam giữ được thế cân bằng khi đi nước đôi giữa hai quốc gia có mối thù truyền kiếp với nhau. Thứ hai, Việt Nam nên tích cực phát triển mối quan hệ song phương cùng lúc với cả hai nước để đối phương cảm thấy mình luôn được đối đãi một cách trọng thị. Nhờ vậy mà những mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ tay ba được hạn chế một cách tối đa. Và giải pháp cuối cùng chính là Việt Nam cần hết sức thận trọng khi ký vào bất kỳ một hiệp ước hay một biên bản hợp tác nào đó đối với Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong đó Việt Nam cần phải phân định rạch ròi giữa việc tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với việc tham gia vào các khối liên minh cùng với những điều khoản ràng buộc ngầm được ẩn giấu bên trong.
Chỉ cần làm được 3 điều kể trên, Việt Nam sẽ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại cùng với Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời tránh được các xung đột không đáng có, gây ảnh hưởng đến các lợi ích quốc gia. Còn nếu không, Việt Nam sẽ rất dễ rơi vào vòng xoáy tranh chấp giữa hai người bạn của mình. Thậm chí mà Việt Nam còn có nguy cơ bị kéo vào cuộc chiến không có hồi kết, làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của bản thân. Vì vậy, thiết nghĩ các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nên cân nhắc thật kỹ những đề xuất nêu trên.